Em Nghĩa chào mừng các bác đến với video tiếp theo từ kênh YouTube của Em Nghĩa. Kính thưa các bác, hôm nay Em Nghĩa giới thiệu lại cái căn nhà mà hôm trước có một video Em Nghĩa đã phát hành rồi. Tuy nhiên thì chưa có kích thước gì cả, hôm đấy thì Em Nghĩa chỉ ghép nhạc vào thôi, đúng không? Đây, cái căn nhà sàn này là có quy mô là một gian, hai hồi và một lôi đằng trước nha. Rất cân đối các bạn, rất cân đối. Gỗ của căn nhà này thì cũng không phải là gỗ nhỏ một. Nó là gỗ vàng trắng, gỗ táu, xến. Và cửa thì có một chút rổi, có cả lim nha các bạn nha. Đây, báo cáo các bác thì Em Nghĩa bị mất cái điện thoại cũ nó bị mất vì Em Nghĩa đánh rơi. Nên là Em Nghĩa đã mua một cái điện thoại mới. Tuy nhiên thì Em Nghĩa thao tác quay trên cái máy điện thoại mới này nó chưa thực sự là tốt. Cho nên là quay cái video này thì có cái vùng gọi là cái đoạn mà Em Nghĩa đi vào sau phía sau ấy, thì là nó hơi tối, các bác thông cảm nhá. Cái điện thoại cũ của Em Nghĩa thì cũng có lưu rất nhiều số điện thoại và thông tin. Có một số bác đặt nhà và là anh cần tìm cái nhà như thế này như thế kia, em cũng có lưu vào cái phần ghi chú. Tuy nhiên thì cái điện thoại đấy đã bị mất và hiện tại Em Nghĩa mua một cái điện thoại khác. Thì các bác, nếu mà các bác nào đã đặt Em Nghĩa, đã có yêu cầu với Em Nghĩa mà Em Nghĩa chưa tìm được cho các bác, thì nếu mà các bác xem được video này, biết được cái thông tin này thì vui lòng nhắn lại cho Em Nghĩa qua Zalo cũng được nhá. Cái tài khoản Zalo của Em Nghĩa thì vẫn số điện thoại cũ. Em Nghĩa vẫn đang kết bạn với tất cả các bác đã gửi yêu cầu, và bạn nào mà xem được video này thì vui lòng nhắn lại yêu cầu của các bác vào tin nhắn Zalo cho Em Nghĩa sẽ nốt lại để tìm, khi mà đi tìm nhà thì tìm căn nào mà đúng với cái yêu cầu của các bác thì để bảo cho các bác xem xét lựa chọn nhá. Đây, cũng giống như bao căn nhà khác thì Em Nghĩa sẽ điểm qua một số cái thông tin của ngôi nhà này. Ngôi nhà này có chiều dài là 10,5 m và chiều rộng là 7 m các bác ạ. Gầm sàn cao 1,7 m là chạm sàn ạ. Đó. Cột cái thì là vành 105, cột quấn là 85. Ba gian, mỗi bước gian là hơn 3 m, hai cái gian ngoài là 3,5 m, gian ở giữa là 3,3 m. Đó. Gỗ thì cũng có một số gỗ nó không phải là gỗ noi, nó chỉ thuộc nhóm 3, nhóm 4 thì là cũng có hiện tượng là có xuống cấp nha các bạn nha. Đó. Em Nghĩa đây, Em Nghĩa quay nó hơi tối như thế này, cái điện thoại mới này Em Nghĩa chưa biết chỉnh, các bác thông cảm. Cái nhà này thì chủ nhà yêu cầu thợ làm là ưu tiên cái phần trên nhà, phần phía sàn trên ấy, là cao, và ở dưới thì chỉ làm 1,7 m thôi. Với mục đích là sau này nếu mà cần thiết thì là kê đá tảng cao lên. Tuy nhiên thì chủ nhà kê có 20-30 phân, phía dưới thì nó cũng không được cao ráo cho lắm. Có cái cột này thì nó bị các cái con như kiểu con ong ấy, một cái giống giống kiểu con ong, nó đục. Cái cột này thì cũng không phải là gỗ tốt lắm. Đó, hiện tại thì chủ nhà ở gần đường và rất là bụi bặm. Lúc nãy Em Nghĩa có quay ra phía cổng ấy, thì là cảnh đường quốc lộ và xe tải nó chạy, nó đi thường xuyên thì là rất là bụi. Cũng giống bao cái nhà khác ở Nghệ An thì cảnh cái nhà sàn, người ta sẽ xây một cái nhà xây bên cạnh để tiện bố trí nhà vệ sinh này, bếp núc, rồi nóng lạnh, rồi các thứ. Đó. Bên này bố trí điện nước các thứ nó bên cạnh cái nhà sàn. Nhà sàn này thì có hai cầu thang, một cầu thang lên ở phía trước và một cầu thang nách về phía bên tay trái lúc nãy Em Nghĩa quay ấy. Đây là một số cái hiện trạng Em Nghĩa quay lại tại ngôi nhà cho các bác tham khảo nhé. Em Nghĩa cũng quên không đếm là tổng bao nhiêu cái cột, nhưng mà cũng rất là nhiều, ngôi nhà rất nhiều cột luôn. Phần bên trên nhà thì chủ nhà đã làm trần nhà rồi vách các thứ là rất là đẹp rồi các bạn. Cột thì có rất nhiều cột cũng rất đẹp, rất được. Đấy, chủ nhà đã làm trần tất tần tật trên rồi. Ván san cũng rất là khít. Em Nghĩa xin mời các bác lên phần phía trên nhà nhé. Cầu thang đi lên phía trên này. Cầu thang này thì cũng là vừa phải.
Cái điểm em nghĩ thích nhất là cái phần tường và phần trần của ngôi nhà, chủ nhà làm rất là đẹp. Đó, phần tường vách thì làm các cái gỗ giả gạch bản lên, trần nhà thì cũng làm rất là ok rồi, không quá sắc sảo nhưng mà nhìn rất là đẹp đẹp mắt và sạch sẽ. Đây là phần sảnh ở cái gian lôi phía trước này, cái gian lôi ở phía giữa của ngôi nhà ở ba gian hoặc là một gian hai trái ấy, thì là cái gian lôi đẩy ra phía trước là em nghĩ nhìn nó cân đối, nó đẹp hơn. Có một số căn nhà khác cũng có lôi nhưng mà lôi một bên, giống như cái căn em nghĩa vừa dừng ở trong Vũng Tàu ấy, thì nó hình chữ L. Đó. Chủ nhà làm bản trần rất là đẹp. Đấy, gian giữa này thì có thưng kính này. Ở trong này chủ nhà đã thưng kính và làm rất là kín để lắp điều hòa các bác nha. Đây là gian giữa ở phòng khách này. Tường thì toàn gỗ, bản gỗ giả gạch. Nhà kiểu kẻ chuyên chụp các bác nha. Tuy nhiên thì chủ nhà đóng trần thì phần trên mình không nhìn được hết, lên trên phần mái. Ở gian bên này chủ nhà bố trí một phòng ngủ đã lắp điều hòa. Chủ nhà thưng rất là kín rồi. Đấy, em nghĩ không biết chỉnh, chưa biết chỉnh cái điện thoại này, thành là lúc tối lúc sáng. Các bác xem chịu khó và thông cảm cho em nghĩa nhé. Gian bên này, sau cái gian phòng khách này thì bên này cũng kê một cái buồng ngủ nhỏ bên này. Bên này là tủ đựng đồ. Đấy thì ván sàn chủ nhà cũng ghép rất là khít rồi, nhiều loại gỗ các bạn. Nhưng bây giờ chủ nhà diện tích rộng quá và ở gần đường cho nên là rất là bụi bặm, chủ nhà muốn chuyển đổi mục đích, định xây nhà xây thôi, bán cái nhà sàn giải phóng mặt bằng và xây nhà xây. Có cái hành lang qua bên này để xuống cái cầu thang phụ bên này các bạn nha. Cái này phía bên tay trái rồi thì để nối sang cái tầng thứ hai của cái nhà xây bên cạnh. Đó. Phía bên nhà xây thì chủ nhà bố trí nhà tắm, vệ sinh rồi máy giặt các thứ, rồi bếp núc ở đấy. Còn phòng ngủ thì chủ yếu là hai phòng ngủ ở trên sàn trên này. Đây. Đấy, cửa thì có cả gỗ lim với một số lát rổi các bạn nhé. Gỗ của cái nhà này thì cũng không phải là tệ lắm, chỉ có một số ít là không phải gỗ chất lượng cho nên nó cũng gọi là có ấy theo năm tháng thôi. Nhà neo người, chủ nhà bây giờ là việc lau chùi dọn nhà là cũng tương đối vất vả. Thành ra chủ nhà muốn chuyển đổi các bạn. Giá thể của chủ nhà thì cũng rất là tốt, toàn người đang công tác trong nhà nước cả. Đây các bạn xem lại một lượt một vòng một số cái điểm em nghĩ đi quay ở cái nhà này. Nhà này là nhà ông bác Dưỡng nhá, gọi là bác Dưỡng. Bác này là lấy chị gái của bố em Nghĩa, đấy. Có nghĩa là sử giả giới thiệu hộ bác thôi. Đấy, những cái chi tiết gỗ này thì sau mình mà tháo thì cũng rất là khó cho việc tháo dỡ cho nó nguyên vẹn các bạn nhá. Vì khi người ta làm thêm gọi là làm sau khi đã dựng bộ khung cột á, người ta làm xuống rất là khít rồi, đóng rất là chắc chắn rồi sơn xiếc lên. Để mà mình tháo ra nó không phải như kiểu mình xếp hình ấy. Lego xếp hình thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Những cái nhà như mình tháo nó công tháo cực kỳ phức tạp. Đây là toàn bộ cái thông tin của ngôi nhà nhé. Bạn nào có nhã hứng quan tâm thì liên hệ em Nghĩa để em Nghĩa thông tin thêm. Em Nghĩa vẫn nhận tìm nhà sàn nhà gỗ, nhận tháo dỡ lắp dựng hoàn thiện các cái nhà sàn nhà gỗ trên phạm vi toàn quốc với giá hợp lý các bạn nhé. Hợp lý là em Nghĩa sẽ làm thôi. Đấy. Một lần nữa em Nghĩa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Các bác đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để đón xem những video mới nhé. Giá sẽ em sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bác tham khảo. Em Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại các bác.